À, chú hôm trước là thỉnh tượng Địa Tạng đúng không? À, tự nhiên giờ quay qua cái trời ơi, cái chú này đang lên cái ai cũng xin tượng xin thỉnh tượng Địa Tạng. Chú hồi chú nay chú thỉnh gì? Chú thỉnh cái máy niệm Phật nha. Đây này chú thỉnh một bộ đi, cái này dễ lắp lắm, chú biết lắp chưa? Tụng kinh ha. Dạ, thì như vậy nè. Cái này là cái cọng dây sạc của nó, là cái máy này. Mình là tăng giảm năng lượng này kia gì nọ với cái nút nguồn. Đó, thì chuỗi thì chú có thỉnh chú thỉnh. Còn duyên giờ cũng thấy chú quen quen. Ủa sao chú này quen? Mình chú hết pin cái chú ghim vô. Có cái cọng dây với cái máy vậy nè. Cái mình ghim vô mình sạc không chừng nửa tiếng là nó đầy à. Rồi cái mình xài được cả ngày luôn á. Nó cũng dễ lắm. Có cái cọng dây nữa, chú đeo vô cổ cũng được hoặc là chú bỏ túi cũng dễ. Mai mốt con có về cái máy nghe pháp nữa. Vài bữa nữa con mang máy nghe pháp xuống. Hôm nay bận cái con không có tìm ra được cái máy nghe pháp thì mình xài thể nhớ. Thầy nào giảng này kia cái nọ là có hết. Vài bữa nữa là chú ghé là có nha. Yeah.